máy hút sữa hai bình sử dụng như thế nào. Và Sơn xin chào cả nhà mình ha. Thì trong video trước còn Sơn có chia sẻ cách lựa chọn máy hút sữa một bình, hai bình, máy hút sữa bằng tay rồi, và model đời cũ và model đời mới. Thì hôm nay mình sẽ cùng sử dụng máy model đời mới nha. Máy này là 1.850.000, mã của nó là IE Smart của hãng Bio. IE Smart ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng mở máy ra. Cái này là loại hai bình, nếu mà như cả nhà mình xài có thể sử dụng hai tay để mình cầm cái bình, hoặc là không mình có thể mua thêm cái áo hút sữa để nó sẽ giữ cho cái bình cho mình đỡ mỏi tay nha. Thì đi theo máy thì tùy theo loại máy mà sẽ có model theo nha. Ví dụ model đời cũ là cái bình nó khác và cái van nó khác. Cái này là có mặn nè, lắp vào hộp ra. Cái loại này đời mới nên là chúng ta sẽ không có nhiều cái van lên đây, nó sẽ đỡ phức tạp khi mà chúng ta rửa, và mình có thể mua những cái quặng, cái size lớn hơn để cho phù hợp với vòng một của mẹ ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy. Cả nhà thấy cái model này nó rất là đẹp, so với cái model cũ á thì nó rẻ hơn, nó là 1.600.000. Thì chúng ta sẽ điều khiển nút tránh ở đây 1, 2, 3, 4, còn cái này mình chỉ có một nút thôi, mình bấm vào giữa là mở máy và bấm cái tiếp theo nó cảm ứng ha, là nó sẽ chuyển sang chức năng 1, chức năng 2, chức năng 3, 4. Và cái này á, khi lớn nhỏ là mình xoay trái xoay phải để cái áp lực hút mạnh hoặc yếu tùy theo người sử dụng nha. Rồi bây giờ mình sẽ, cái này mình xài pin sạc nên là nếu mà mình sạc đầy thì mình khi mà đi làm á mình không có cần gắn vào, ở nhà thì mình có thể cắm vào ha, mình để sạc pin cho nó. Rồi bây giờ mình thử, bên đây có một cái lỗ, một cống điện. Lỗ cống điện thì nó có một cái cây kim loại trong đây. Còn bên đây là cái lỗ hơi, đó thì mình sẽ cắm vào. Ở đây mình có 3 sợi dây cả nhà thấy không? Đó, 3 sợi dây một chia thì mình sẽ cắm vào một đầu. Hai đầu còn lại mình sẽ cắm vào hai cái bình sữa. Đây, hai cái vòi ha. Cái vòi thứ nhất và cái vòi thứ hai. Rồi, vào đây. Rồi bây giờ khi sử dụng nè, chúng ta có thể bấm mở máy. Đây là thấy không? Nè, vô giữ vô ngay nút cảm ứng nè. Khoảng 3 giây là mở máy nè. Thì đầu tiên khi mở máy nó sẽ có 3 phút để cho chúng ta kích thích để ra sữa. Nhưng mà chúng ta có thể bấm lần thứ hai để chúng ta bỏ qua công đoạn kích thích đó, mà nó là dắt sữa nha, hút sữa nè. Cái thứ ba là chức năng là hút sữa theo nhịp tim nè. Và cái thứ tư đó là hút sữa mà co bóp kích thích cái kiểu, nhiều cái kiểu khác nhau để chúng ta có thể dễ dàng ra sữa hơn. Để khi mà người mẹ đó muốn sử dụng chức năng nào mà phù hợp thì mình sẽ chọn ngay chức năng đó. Rồi còn muốn chỉnh mạnh yếu nè, mình xoay mạnh, cả nhà thấy tăng số luôn ha, giảm số nè. Rồi mình sẽ đưa hai cái bình này vào. Ha. Đó. Rồi Hoàng Sơn có giải đáp thắc mắc cho cả nhà mình là nếu mà lỡ mà mua cái bình hai bình mà mình thấy sử dụng nó hơi mỏi tay, mà mình chưa có mua cái áo để sử dụng hút sữa đó, thì xài sao, xài một bình được hay không, thì Hoàng Sơn hướng dẫn cả nhà nghe. Đó, ở đây là cái cọng dây, khi tới đây nó sẽ chia đôi ra thì mình sẽ rút ra một ống cả nhà ha, và mình cắm vào cái lỗ ở trên đây, nó còn một cái lỗ rất là trống nè. Đó, mình cắm vào đây rồi coi như xong ha. Thì ống hút này nó sẽ đi đây và chỉ hút một bình thôi, cả nhà mình nhìn thấy nè. Đây, cả nhà thấy cái này khá là dễ ha, mà một nút thôi mình có thể bấm để sử dụng, và nút đè giữ để tắt sau 3 giây. Rồi cái này khi mà mình vệ sinh á thì mình vệ sinh từ ngoài cái ống hút này ra ngoài mấy bình sữa thôi, còn trong máy là mình không có vệ sinh nha. Nếu mà trường hợp mà mình lỡ để mà sữa vô trong đây mà kiếm vô đó, thì mình sẽ gửi về hãng để người ta có thể vệ sinh cho mình, chứ mình không được tự mở máy nha. Còn mấy cái bình sữa này nó hiếm khi nào mà nó chạy sữa vô trong mấy cái ống này lắm, trừ trường hợp là bị tét cái miếng nhựa trên đây, nó bị tét cái van một chiều trên đây. Nhưng mà cái này thật sự hiếm ha, tại vì cái nhựa này nó rất là tốt. Nhưng mà sau này có tét rách thì mình vẫn có thể đi mua dễ dàng, mình không có lấy vật nhọn để đâm lửng đó nghe ở nhà ha. Có nhiều cô chú thấy nó sóng sắn vậy nè, để về vệ sinh cứ nghĩ là thọt lủng đằng chơi thì sữa nó dễ ra, nhưng mà thọt lủng là hư lắm là mình phải mua cái phụ kiện mới đó. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cách sử dụng khá đơn giản của máy hút sữa hai bình. Rồi chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nghe, có quan tâm về thiết bị mẹ và bé
vào sức khỏe 60 giây để xem thêm, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Máy này là 1.850.000, và có những dòng máy rẻ hơn cũng sử dụng rất là tốt ha, cũng của hãng Bio này luôn. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.